Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là những cái bộ ốc anh em ha. Thì anh em cũng biết rồi là xe của chúng ta, nếu những cái xe dòng như là rim Thái hay là quay Thái, quay Alpha, Super Rim đó, thì các cái dòng xe đó thì đến bây giờ cái sử dụng của nó là cũng đã, tuổi thọ của nó là cũng đã khoảng mười mấy 20 năm rồi, thì nó cũng già rồi anh em đó. Là thì những cái bộ ốc của nó thì dàn ngoài của nó đã bị tàn phai theo năm tháng rồi. Những cái ốc của nó thì đã bị nước mưa rồi, bị nắng nó chiếu vào, bị mưa nó sói vào thì nó sẽ bị đen, nó bị sét này nè ha. Thì nhiều anh em chúng ta muốn tân trang một cái xe của mình nhưng mà không biết làm sao để có thể thay thế được những con ốc đó, bị vì ốc ở ngoài các cái tiệm sửa xe bình thường thì đa số là ốc Trung Quốc hết anh em ha, ốc Trung Quốc hoặc là ốc Việt Nam hết. Thì cái việc mà anh em chúng ta mua những bộ ốc đó vào xe thì nó không có đẹp. Còn một số cái loại ốc anh em chúng ta mua ở Honda Việt Nam thì nó cũng ok, chất lượng nó rất là tốt, tuy nhiên thì cái màu sắc của nó lại không được như ý anh em ha. Như này thật sao thì cái bộ ốc đó anh em thì nó sẽ có một cái màu, đó là cái màu trắng, cái màu trắng của hàng mới đời cao sau này. Thì việc anh em mua những con ốc đó vào á thì thực sự là vào cái xe Thái nó không đẹp anh em ha. Mà mua những bộ ốc Thái chuẩn tồn kho của nó thì đã rất đắt, vì người bán theo từng con, mà một con của nó không phải rẻ anh em, một con rẻ lắm mấy chục ngàn, một con đắt thì mấy trăm ngàn, nhưng một cặp cốt của nó là 500-700 ngàn một cặp thì thực sự rất là đắt. Mà chúng ta bỏ số tiền nó mà quá lớn ra để chúng ta mua một bộ ốc thì thực sự là không phải ai cũng có điều kiện, ai cũng có nhu cầu để mua một cái bộ ốc đó. Thì bên mình nghiên cứu và ra mắt cho anh em một cái sản phẩm, đó chính là một cái bộ ốc hàng nội địa Thái Lan. Đây, có nghĩa là nó cũng được sản xuất ở Thái Lan luôn. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái đặc điểm, đó là nó sẽ có một cái chất lượng rất là tốt mà cái giá thì lại rất rẻ. Và đặc biệt cái loại ốc này thì cái chân ốc nó sẽ là màu vàng anh em ha, cho nên là chúng ta sử dụng rất là ngon luôn. Đấy, thì nó như thế nào? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu chi tiết cho anh em ha. Rồi, thì ở đây mình có hai bộ ốc anh em nha, hai loại dành cho hai cái dòng xe phổ thông nhất. Một bộ bên đây là mã của nó sẽ là GN5. Đây, mã là GN5 này anh em thấy không? Thì GN5 và một cái dòng chữ Thái này này, thì đợt trước mình có dùng Google dịch, mình dịch ra thì nó là cái dạng như là bộ ốc dàn ngoài cao cấp của GN5, nghĩa là dòng rim Thái anh em. Và một bộ này thì cái mã của nó sẽ là KEV. Đây, mã nó sẽ là KEV. Đó, nó là bộ ốc dàn ngoài cao cấp của quay Thái. À, thì thực ra cái bộ rim Thái này thì anh em có thể gắn cho Super hoặc là rim lùn cũng được. Còn bộ ốc quay Thái 100 này thì anh em có thể gắn cho quay Thái 110 hoặc là quay Alpha, quay ZX, quay lốc đen cũng được. Rim tàu, quay tàu thì chúng ta đều gắn được cái bộ này ha. Đó, thì hai dòng phổ biến cũng là các loại này là bán cực kỳ chạy ở bên shop luôn. Đấy, thì nó chất lượng như thế nào thì mình sẽ cùng với anh em khui bịch và quay trực tiếp cho anh em coi ha. Ok anh em ha, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui trước cho anh em bộ này là bộ GN5 nha anh em nha. Bộ này là bộ GN5, mình sẽ khui cho anh em coi thử luôn. Thì nói chung cái bộ ốc này thì chất lượng nó rất là cao nha anh em. Đó, cắt thẳng cho anh em luôn. Bộ ốc này nó giá của nó thì 650.000 nha anh em nha. Nhưng mà thực sự luôn, cái đặc điểm nhận dạng của nó là nó rất là nhiều ốc ở trong này luôn. Đấy, đây một cái thẻ mác của Thái Lan này nè. Thấy không? Đó, chữ gì đó ha. Thì nói chung là anh em là chúng ta giỏi tiếng Thái thì anh em dịch, chứ còn Đạt thì Đạt không có giỏi tiếng Thái. Bữa mình có dùng Google dịch, mình dịch thử thì nó có nghĩa nha. Nói chung là dạng như là hàng chất lượng cao nội địa Thái Lan đó nè. Đó, thì cái này nó là nội địa Thái Lan nha anh em nha. Cho nên là cái con ốc của nó anh em là nó sẽ rất là vàng luôn. Đây, như đầu tiên anh em thấy cái bát này, mở ra anh em thấy bát này vàng ươm luôn này. Đây, cắt cho anh em coi nha. Đấy, đây anh em sẽ thấy là cái bát này nó vàng ươm luôn này. Và lò xo cũng vàng luôn, bát cũng vàng luôn ha. Đó, anh em thấy chưa, rất là đẹp nha anh em. À, thì chỉ cái đồ Thái nó mới màu như vậy nha em nha, còn đồ Việt thì nó màu nó chán lắm, màu nó trắng nhát. À, rồi mình để qua một bên này. Tiếp theo là nó có nguyên một dàn cốt luôn, đây tới một đống cốt luôn. Rồi cái đống cốt này mà nếu anh em mua lẻ là rất là nhiều tiền nha. Cắt cho anh em coi luôn từng cái này. Đây là cái phần cốt treo cái máy anh em, treo nguyên cục máy đây bằng hai cái cốt này. Đó, cho nó dính lên sườn. Thì anh em sẽ để ý là cái cốt của rim á, là cái đầu của nó là sẽ có một cái lỗ này anh em thấy không, để chúng ta bắt cái lò xo vào. Đấy, anh em thấy chưa, đã có rim là nó có nha. Đó,
Đây. Đó, cái ốc này là ốc đầu xanh nè, anh em thấy không? Ốc đầu vàng xanh này rất là đẹp nha. Đó. Nhưng cái cặp này nếu mà anh em mua lẻ không thì cái cặp này là trăm mấy rồi đó nè, tại vì nó rất là hiếm có nha. Nó mà ốc đầu vàng đó, thấy chưa? Ốc đầu nó vàng ươm mà, rất là đẹp nha. Đấy. Rồi, nó sẽ có luôn lông đền với lại ốc cho anh em luôn. Quả rất là đẹp nha, màu rất là cực kỳ ưng luôn em. Rồi, bỏ qua cặp này ha. Đó. Rồi tiếp theo là một cái cây này là một cây cốt chống đứng này. Đây, cắt cho anh em coi luôn. Đó, này thì mình sẽ mở trực tiếp cho anh em coi hết nha, anh em yên tâm. Đây, cái cốt chống đứng này nó cũng có màu xanh vàng rất là đẹp này anh em. Đó, anh em thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cây này anh em mua lẻ cũng phải 70-80 ngàn, cả 100 ngàn một cây rồi. Còn nếu mà mấy cây mà hàng nội địa, cái cây mà hàng tồn kho của cái cây này là rất là đắt tiền nha. Rồi, tiếp theo đây nó sẽ có hai cây cốt bắn trước sau và một cây cốt gắp này, mình sẽ mở hết cho anh em coi luôn. Đây. Cho anh em coi luôn nha. Đó. Mình sẽ mở hết luôn cho anh em chúng ta yên tâm. Rồi. Đây ha. Mình sẽ quay trực tiếp như vậy anh em để anh em chúng ta coi. Mấy cái cây cốt này là nếu mà anh em mua lẻ nó rất là nhiều tiền nha anh em. Đây là anh em mua lẻ rất là nhiều tiền. Wow, cái màu nó cực đẹp luôn em. Thấy không? Cái màu nó không kiểu dạng trắng nhắt như là những cái cây hàng Việt Nam nha, mà nó sẽ có cái màu xanh rất là đẹp, màu xanh màu hồng rất là đẹp nha. Đó, nhìn thấy chưa? Đấy, ba cây đầy đủ đầu tán cho anh em luôn nha. Đầy đủ đầu tán luôn, mà con tán này là nó có đầu bịt chuẩn heo hàng xịn luôn nha anh em nha, chứ không phải là con tán đểu nha anh em. Đây này, mình sẽ quay cho anh em coi này. Đây này, anh em thấy con tán nó có cái đầu bịt không? Đây. Anh em thấy chưa? Con tán nó có hai cái đầu chặn này. Đó, anh em thấy không? Còn nếu mà hàng đểu nó không có nha anh em nha, em lưu ý giúp mình. Hàng phải hàng xịn, hàng chất nó mới có nha. Đấy, anh em thấy chưa? Nó có đầu bịt hết nha. Rồi, ok. Ba cái cốt nữa. Rồi là hết cốt rồi anh em. Đây, tiếp theo là nó sẽ có những cái bát như thế này. Những cái bát màu đen. Đấy. Rồi, bát này dạng bát yên này anh em. Đó, dạng bát yên đen thui luôn. Đấy, thấy chưa? Là bát yên nhá. Rồi, bát yên của Rim bỏ qua một bên này. Rồi, tiếp theo là một cái bát này là cái bát biển số này nè. Đây, bát biển số này. Đó, anh em thấy chưa? Bát này là bát biển số nha. Bát biển số này sẽ bắt bằng cái bát này. Rồi, ok. Tiếp theo là nó sẽ có nguyên một cái bịch này là dạng như là những con ốc lớn và lò xo này nè. Đây, mình sẽ cũng khui cho anh em coi luôn nha. Nó làm rất là đẹp luôn. Đây, sẽ khui cho anh em coi luôn. Thì anh em thông cảm ha, mình phải ngồi sát để mình quay cho nó dễ. Đấy. Wow, thì nó có tới 3 cái lò xo luôn. Cái này 3 cái lò xo gì thì mình cũng không để ý nữa. Chắc là một cái lò xo chống đây này, cái này là lò xo chống đứng này, cái này là lò xo chống nghiêng này, còn cái này là cái lò xo cái lò xo của cái gấp thì vậy. Đấy, ba cái lò xo cho anh em ha. Đó, ok chưa? Rồi tiếp theo là hai cục canh này, hai cục canh bắn này có luôn cho anh em ha. Cục canh này rất là đẹp nha, nó cũng xi san luôn nè, thấy không, rất là đẹp. Và tiếp theo là quà rất là nhiều nha anh em. Như đây là ốc này, là ốc phục này anh em. Đây, ốc phục đây. Ốc phục Rim thì nó tới 4 con lận. Ốc phục quay nó chỉ có 2 con ở phía dưới thôi, 2 con trên này nó không có sử dụng ốc phục. Đấy. 4 con ốc mủ dù phục ha. Rồi. Có luôn ốc nhớt nha anh em nha. Có luôn ốc nhớt cho anh em luôn. Đây này, ốc nhớt có luôn này. Anh thấy chưa? Rồi. Tiếp theo là các cái con tán này, là cái con long đền này là con long đền phục này anh em. Đây, con long đền phục anh em sẽ thấy nó rất là dày và nó rất là to này. Long đền phục nha. Rồi. Tiếp theo là những cái con quà, wow, những cái con chặn của cái phần đũa thắng có luôn. Đây, con chặn đũa thắng có luôn này. Đấy, thấy chưa? Đấy, mấy cái con chặn đũa thắng này có luôn. Rất là xịn nha, rất là đầy đủ. Và những cái con này là những con ốc dạng như là bát thùng xăng này. Đấy, kiểu dạng bát thùng xăng, bát vô kèn còi này kia này, có luôn này. Hai con này là hai con gì đây ta? Không biết luôn, hai con này không biết là con gì luôn. Rồi, ok chưa? Tiếp theo là có nguyên một bộ ốc đầu bò luôn này. Đây, có một bộ ốc đầu bò cho anh em luôn. Có đầu bò nó mới lạ chứ. Lúc mà mình mới nhập bộ ốc này về mình nói chủ sao ốc dành ngoài mà lại có ốc đầu bò ta?
Tại vì ốc đầu bò nó liên quan tới máy anh em, thường thì mình nghĩ nó không có đâu, nhưng mà nó có luôn mới ghê. Đây ốc đầu bò nha anh em nha, đầu bò lông đèn đầy đủ cho anh em luôn, và lông đèn rất là đẹp nha anh em. Đấy, ốc đầu bò cho anh em luôn này, anh em thấy chưa, cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng, góc cạnh rất đẹp nha. Ốc đầu bò này cũng sẽ có màu hơi vàng vàng nha anh em, chứ không phải nó trắng hoàn toàn nha. Ok rồi, có luôn, rất là đầy đủ cho anh em ha. Đây là ốc hộp xích này, có ốc hộp xích luôn, ốc hộp xích đúng chuẩn cho anh em luôn, ba ngắn một dài đây, có luôn lông đèn dính kèm luôn nha, đúng chuẩn ốc cạc te nha, ốc hộp xích đó. Rồi ok, thì đây là một sang một bộ ốc. Rồi tiếp theo mình sẽ có một bịch khác, rất là nhiều bịch nha, nó tới còn ba bịch nữa đó, tha hồ cho anh em chúng ta có thể ấy ha, ba bịch nữa thì mình tiếp tục mình khui bột bịch này cho anh em ha. Bịch này là một dạng bát này nè, những cái bát ha, những cái bát nhỏ hơn. Rồi đây, khui luôn cho anh em coi. Rồi đây là một cặp bát tăng sen này nè, bát tăng sen nè, xi xanh, wow rất là đẹp nè anh em. Đây nè, sẽ thấy nó có cái màu xi xanh này nè, thấy chưa, đó màu ánh xanh ánh tím nè, đấy anh em thấy không, rất đẹp nha, cực kỳ là ok luôn, đầy đủ ốc cho anh em luôn nha. Đó ánh xanh tím rất đẹp nha. Đó, anh em hơi trong clip anh em thấy rõ không, chứ ngoài thì nó rất đẹp. Ok, một cặp bát tăng sen này. Rồi đây có luôn một cặp cái này là một cặp đai đạp thắng này, bát mã thắng này, đấy nhìn thấy không, cũng xi xanh luôn, rất đẹp luôn. Đó, ok chưa, rất là ok nha. Rồi đây là hai cái cây cốt để mà anh em thắng này, bắt vô má đùm này, có luôn nha. Đó, thường thì xe anh em hay bị hư cái này nên em có thể quan tâm này. Rồi là cái lò xo để anh em gắn vô này. Đấy, rất đầy đủ. Và đây là cuối cùng là một cái ống chỉ nữa này nè. Đây, cái ống chỉ này. Đây, cái ống chỉ cho anh em luôn nha. Quay rất là nhẹ nhàng nha. Đó, quay rất nhẹ nhàng luôn anh em. Ống chỉ này, cực đẹp luôn. Đấy, rất là sắc nét nha. Mình thấy bộ ống này rất là đầy đủ luôn nha. Đó. Rồi, đây là một bình, bộ bát mình bỏ qua một bên luôn nha. Rồi, ok chưa? Sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ là còn lại hai bịch, còn là hai bịch ốc. Đây, một bịch ốc này là mình nhìn là mình biết bịch ốc này là dạng như ốc áo rồi nè. Ốc áo ha. Thì ốc áo thì nó sẽ những con ốc gồm những con ốc rất là bé. Đấy. À, con ốc dông chống bựng luôn. Ồ, rất là xịn nha. Ốc chống bựng đầu có số luôn, xịn ạ. À. Đó. Đây, cặp này rất đắt tiền nha anh em, cặp này 1-200 ngàn một cặp lận. Đó. Rồi, đây là con ốc 3 gam mũi này, có luôn này. Rồi, đây là những cái con ốc bé anh em ha, con ốc bé hơn. Thì chắc mình cũng lười giới thiệu quá nên mình giới thiệu sơ sơ mấy con chính thôi, chứ ốc giả náo thì anh em cũng biết rồi. Mấy con ốc mà dạng như này thì anh em rất là khó kiếm này. Đây này, những con như này là anh em cực kỳ khó kiếm luôn. Đây này, những cái con nhỏ mà ốc áo như này là anh em kiếm rất là khó nha, đã gần như là không kiếm được luôn á. Đó, rồi, thì đây. Rồi đây có hai con rất là quan trọng này, đó là hai ốc cốp nha anh em nha. Đây, ốc cốp của Rim. Đầu nó là đầu dẹp nha anh em. Đầu ở đầu dẹp nha, biết dẹp. Đó, cặp này cũng rất là đắt tiền nha. Bên mình bán lẻ một cặp là 80 ngàn rồi. Đấy, anh em thấy không? Bộ ốc này rất là nhiều mà toàn là những chi tiết đáng giá không nha anh em nha. Đó, còn lại thì các cái ốc khác cũng như là các cái bộ Argo này kia nó có cho anh em luôn, bốn cái Argo đuôi nè, nó có cho anh em luôn ha. Để anh em chúng ta về anh em gắn vô thôi. Thì nó rất là nhiều chi tiết cho nên mình cũng không thể mà quay kỹ cho anh em được cái phần này. Rồi ok, đây là ốc giả náo cho anh em, rất là nhiều, nó rất là nhiều luôn á. Thì bộ ốc này mình cũng đã từng đếm thử rồi thì nó trên 160 chi tiết lận. Bộ ốc Rim này nó ít hơn bộ ốc quay nha, bộ ốc quay nó còn nhiều hơn nữa, tại bộ ốc quay giả náo, ốc giả náo nó nhiều lắm. Và cuối cùng đây là một bộ ốc lốc nha anh em, ốc lốc máy. Wow, anh em thấy sao, đẹp không? Đấy, ốc lốc máy nha anh em nha, ốc lốc máy này. Wow, anh em thấy không, rất là đẹp luôn, cái màu của nó này anh em nhìn mê không? Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha. Thì bộ ốc lốc này là nó cũng đi chung với lại cái dàn ốc này luôn. Thì bộ ốc lốc máy này bình thường đặt bán là đã 180.000 một bộ rồi. Thì tính ra anh em cứ nghĩ đi, cái nguyên một dàn ốc này nó có 650 thôi, mà cái nội cái bịch ốc này không, nó đã là 180-200 ngàn rồi. Tính ra nó còn bộ ốc còn có 400, mà 400 cho những cái bát này. Cái bát này người ta bán là đã 150 rồi nha. Còn bát này mà nếu mà anh em mua theo xe nó còn đắt hơn nữa. Đó, bát này không là đã 150 rồi. Tính ra bộ ốc lốc với lại cái này không là đã hết 350 rồi. Bộ ốc nó còn có 300 mà anh em, 300 trong nguyên đống còn lại, anh em thấy sao? Rất là rẻ đúng không? Đó, thì quay cho anh em để cho anh em chúng ta thấy được cái bộ ốc này nó nhiều như thế nào.
đây, quay cho anh em thấy này. Đây, anh em thấy chưa? Rất là nhiều luôn, trên đấy còn một đống này. Đó, anh em thấy chưa? Rất là nhiều luôn, cho nên là anh em yên tâm về cái phần chất lượng của nó nha, không phải nghĩ đâu anh em. Thì cái mức giá là 650 cho bộ ốc rim nha. Rồi thì đã quay bộ ốc rim rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành quay luôn cái bộ ốc quay cho anh em ha. Ok, đây là bộ ốc quay nha anh em nha. Mình cũng sẽ tiến hành khui nó ra cho anh em coi luôn. Rồi, ok. Đây bộ ốc quay đây. Bộ ốc quay nó khác với bộ ốc rim cũng nhiều đấy anh em. Tại vì hai cái xe đấy nó không có chung form. Ví dụ như Super với rim Thái này nó chung form với nhau cho nên nó giống nhau nhiều. Đây, đây là cái tem của nó nha. Thì như nãy anh em thấy cái bộ kia nó là rim cho nên mã nó là GN5, còn bộ này là quay cho nên nó sẽ là KEV. Rồi, là cái mã này cũng bỏ qua đi, chỉ là chữ thôi. Cứ phải nhìn trực tiếp vào cái phần chất lượng của cái dàn ốc này chứ anh em đừng có quan trọng quá cái mẫu mã ở bên ngoài, cái đóng gói của nó nha anh em nha. Cái đóng gói đẹp hay xấu thì đôi khi cũng chưa biết được đâu. Chúng ta cứ phải nhìn vào cái phần chất lượng hàng anh em ha. Đó, cho nên là mình quay những cái clip này mình quay rất là kỹ cho anh em từng cái chi tiết của ốc luôn. Rồi. Đây. Đây là ba cái cốt nha anh em nha. Cốt này thì nó sẽ có cái chiều dài, đặc biệt là cái cây cốt gấp này anh em thấy nó dài hơn ở cái cây cốt rim Thái rất là nhiều nha. Đây này. Đây là cái cốt gấp là rim Thái này. Cốt gấp là rim Thái nó một đầu là bit nha anh em nha. Đây, cốt gấp rim Thái này nó sẽ một đầu là bit này. Còn cốt gấp của Way á thì cái đầu nó sẽ hai đầu mở nha anh em nha. Hai đầu mở được hết nha chứ không có bit nha. Đó, điểm khác biệt nha. Và anh em thấy cái cây cốt này nó cũng rất là vàng này. Rất đẹp. Đây, cái cây cốt này cũng vậy nha. Nói chung là cũng không khác biệt gì nhiều so với rim Thái đâu, nhưng mà cái chiều dài kích thước nó sẽ khác nha. Rồi, ok, cốt tiếp theo là cái phần chống đứng, cốt chống đứng luôn. Đây, cốt chống đứng này, cốt chống đứng của Quay này. Cây này thì nó cũng giống như rim thôi, rất đẹp nha. Bộ ốc này thì thực sự là bên mình bán rất là chạy luôn, cho nên là lâu lâu mình cũng phải quay lại một xíu cho anh em nào chúng ta chưa biết thì anh em có thể tham khảo ha. Thực sự bộ ốc này bán rất chạy tại vì cái giá nó quá rẻ đi, 650 một bộ thôi mà anh em cứ nghĩ thì chúng ta được bao nhiêu ốc đây. Để anh em nghĩ là một con tính ra 160 chi tiết là một con nó chưa tới 5.000 đó. Đó, 160 chi tiết thì tính ra một con nó chưa tới 5.000, một con nó có 3-4.000 nhỉ, rất là rẻ nha. Mà những cặp này anh em mua lẻ ngoài cả trăm mấy ngàn, 200.000 một cặp không à. Đó, mà tính ra mà anh em chúng ta mua cái bộ ốc này nó 650 nó quá rẻ ha. Đây, bát yên đây. Bát yên quay đây. Bát yên quay nha anh em nha. Bát yên quay tháng 100 nha. Đó, có cả cái bát yên này luôn, cái bát yên này cũng đắt tiền này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một bộ ốc lốc này. Ốc lốc thì nó cũng giống như là bộ của rim thôi, cho mình sẽ không mở lại cho anh em ha. Đó, ốc này cũng giống như của rim ha, không khác gì nhiều đâu. Đây, cái này khác này, cái này khác biệt này. Cái này là cái bộ ốc đèn áo này. Đây, sẽ mở cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Thì riêng quay anh em thì những cái phe cài này rất là nhiều nha anh em nha. Cái phe để anh em cài vô rất là nhiều. Đấy, này, những cái phần mắt để anh em cài vào nhiều lắm. Quá trời quá đất luôn. Đây, thì cái xe quay anh em nó cần nhiều cái phe này để cái tẩy bát nhà náo nhiều anh em. Phe rất là nhiều luôn, thực sự phe rất là nhiều mà cái phe này cũng rất là ok, rất là dày nha anh em nha. Đó, đây màu đen luôn này. Đấy, anh em thấy chưa, nhiều chưa? Riêng cái đống phe này không là cả đống rồi chứ đừng có nói mà tới ốc này. Ui dồi ôi, nhiều quá, hết chưa nhỉ? Rồi, đây cái nữa này, đây cái nữa này, anh em thấy nhiều không? Đấy, rồi cái phe này không là chắc cũng mười mấy 20 cái rồi. Đấy, này cái đống phe này. Đó, thấy chưa? Khiếp chưa? Sợ chưa? Rồi, ok, thì còn lại này rất là nhiều ốc nha anh em. Ví dụ như đây là những con ốc dù mụ dù này. Những con ốc này là bên shop bán lẻ là 20.000 một con anh em nhá, chứ không có rẻ đâu. Những con ốc này là 20.000 một con đấy anh em. Đấy. Cho nên là anh em thấy ha, những con ốc này là nó rất là đắt tiền. Đây. Những con như này là rất đắt nha, không có rẻ nha. Đó. Cho nên là anh em mới thấy được cái giá trị của bộ ốc này thực sự là rất là rẻ tiền luôn. Nó rất là rẻ, rất là tốt. Và đặc biệt là những con nhỏ để anh em bắt cái ốc mũi chỗ mà cái thùng xăng lớn anh em, là cái con này là anh em kiếm không bao giờ có ở ngoài thị trường luôn. Thực sự con này rất là hiếm, ngày xưa mình đã từng bị một lần. Đi lỡ hứa với khách là ở cái đó nó có mà cuối cùng mình mở ra nó không có anh em. Đi kiếm hết Sài Gòn nó không có luôn á. Rồi, ok. Thì đó, đây là bộ ốc áo này. Tiếp theo đây là bộ cái bộ bát và cái bộ ốc này. Wow, có cái con long đề này luôn này anh em. Anh em thấy cái con long đề này không? Con long đề này nhìn ảo không? Con long đề này là bắt đèn đó nè.
rất là hiếm nha. Rồi ok, sẽ bỏ qua cho anh em. Tiếp tục là đến cái bộ bát ốc lớn hơn chút xíu nha. Đây, đây là cái phần cục canh này. Cục canh này nè, cục canh bánh nè. Đó, rồi đây là cũng ba lò xo nha. Lò xo này thì nó dài hơn, lò xo của quay nó dài hơn của rim nha. Rồi ok, tiếp theo là hai ốc phục, cũng có ốc đầu bò cho anh em luôn. Đó, và những cái mũi này là chỉ quên quay nó có này. Đấy, thấy chưa, cái lồng đèn này, bốn lồng đèn này, rất là nhiều ốc cho anh em ha. Ốc đầu bò có luôn nha, ốc đầu bò có luôn nhá. Đấy, anh em thấy chưa, thấy nhiều ốc chưa. Ok rồi, thì bộ này mình giới thiệu nhanh thôi, tại vì nãy mình có giới thiệu bộ kia thì bộ này nó cũng na ná như vậy ha, không khác gì nhiều. Rồi tiếp tục là một cái bộ bộ bát này. Bộ bát này nó có khác biệt nha, bộ bát này là nó có khác biệt. Đây mình sẽ cho anh em coi, nó khác biệt giữa đi mới quay đó anh em, có khác biệt nha. Rồi đây, đây này, bộ này thì nó sẽ có thêm một cái bát này ha, bát để anh em câu bựng luôn nha. Đây vàng ươm luôn, anh em thấy chưa. Đó, cái bát này là chỉ có bên quay nó có nha, rim nó không có nha. Rồi ok, tiếp theo là anh em sẽ nhìn cái bộ các cái bát phanh thì giống nhau thôi, không khác gì nhiều. Wow, đẹp quá, cái màu nhìn rất là ưng luôn em ơi. Cái màu này anh em nhìn cái màu này, anh em thấy thích không? Chưa đạt là đạt, nhìn rất là ưng luôn á, cái màu rất ưng mắt luôn, cực kỳ đẹp. Hàng nội địa Thái mới có nha anh em, nói chung là hàng của Thái, còn hàng của Việt thì nó thực sự anh em không phải chê, nhưng mà Việt Nam nó làm ốc màu rất xấu nha, rất là tệ. Rồi anh em thấy cái bát này không? Săn ươm luôn, rất đẹp nha. Thì anh em lưu ý giúp mình nha. Đây, đây là cặp này là của quay này. Còn đây, mình để một cặp mới, đây là cái này là của rim này. Anh em thấy khác biệt không? Cái của rim này nó sẽ có một con tròn này, còn cái của quay nó không có nha. Đó, anh em nhìn nó khác, con này là tam giác, con này là vuông này. Anh em thấy cạnh nó khác nhau hoàn toàn nha. Còn nhớ nha anh em nha, anh em đi lưu ý khi mà mới mốt anh em mua, cái này là rim này, cái này là quay nha, anh em phân biệt giúp mình. Ok, rồi thì giới thiệu sơ qua cho anh em về bộ ốc này, cũng là một bộ ốc rất là đáng giá luôn, là dành cho anh em chơi quay. Thì hai bộ thì nó cũng tương tự na ná nhau thôi, nhưng mà một bộ thì nó sẽ dành cho rim, một bộ nó sẽ dành cho quay. À, còn lại thì các cái phần thành phần của nó thì cũng là đầy đủ như nhau thôi, cũng bắt con này con kia y như trong vậy đó. Thì giá của nó là 650 anh em, đồng giá rim quay, cho nên anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mình phải cam kết với anh em luôn, bộ ốc này anh em mua sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với anh em đi mua lẻ từng con ở ngoài. Dù như mấy cái cốt này thôi anh em mua là mớ tiền rồi, chứ đừng nói tới mà những cái con khác hoặc là bát yên này kia. Đó ha, thì anh em nào có nhu cầu chúng ta dọn lại mới, hoặc là anh em xe anh em nó đã bị ốc nó cũ nhiều quá rồi, anh em ta mua về để thay thế, thì anh em có thể quan tâm đến bộ ốc này nha. Giá là 650 một bộ nha anh em nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Chuẩn hàng nội địa nhập Thái nha.